Xin chào mọi người, tôi lại trở lại với một số cái bình luận và phân tích Bitcoin lúc này. Sau khi phân tích giá đi xuống của một cái đợt sập giá thông qua các cái chiêu trò chốt lời, giá thấp nhất đã là 42.879 và ngày hôm nay nó đã điều chỉnh và đi lên một cái mốc mới, đó là năm 2000 à, 532, sau đó suy giảm xuống còn 49.177. Và liệu trong tương lai nó sẽ ra một cái mô hình như thế nào để chúng ta có thể phán đoán và xem xét. Tuy nhiên, trước khi vào chúng ta sẽ quay trở lại với một số các cái bài mà chúng ta đọc được rất là hay và thú vị. Thật sự là tuyệt vời. Ở các cái khía cạnh về đầu tư và nhìn nhận một cách công bằng thì đúng là Bitcoin nó không phù hợp với rất nhiều người và nó có thể làm mất tiền của rất nhiều người, cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng nó. Trong bất động sản cũng có rất nhiều các cái mô hình lừa đảo, trong chứng khoán cũng vậy, thì con người là yếu tố quan trọng nhất để mà chúng ta nhìn nhận được các cái yếu tố mà có sự phù hợp hay không. Và chúng ta xem xét được Bitcoin hay Ether để chúng ta biết được nguồn tiền vốn hóa, cũng như là coi các market để chúng ta biết được là cái điều phối của dòng tiền chúng ta có thể kiếm ăn được hay không. Chúng ta có thể xem xét đổi Bitcoin ra coin nào để nó bay, đúng không? Từ 1.6 nghìn tỷ, đúng không? Bây giờ chỉ còn 1.532, dòng tiền đã bị thoái ra, đó, rút ra. Nhưng lúc chỉ có 137 tỷ thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó 1.500 tỷ rồi, 1.600 tỷ rồi. Đó, do vậy chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái yếu tố để chúng ta xem xét được là dòng tiền nó đang đổ vào đâu. Và muốn xem xét được thì Bitcoin và Ethereum là cái diễn biến chủ đạo. Hôm qua chúng tôi cũng mua Binance rất là nhiều, một số bạn bè cũng đã đặt cược vào Binance trong vòng 1 năm tới nó sẽ lên 1.000 đô hay là 2.000 đô, nó sẽ là thay thế cho Bitcoin hay là Ethereum, đúng không ạ? Thì đây là những cái mà chúng ta có thể mua chữ lâu dài. Thì chúng tôi cũng đang có những cái dự án về Binance để chúng ta có thể mua vào. Trước khi vào phân tích chi tiết Ethereum và Bitcoin cũng như là các tin tức ảnh hưởng, thì thời gian vừa qua chúng ta có nhiều cái thông tin trái chiều. Tuy nhiên ở cái khía cạnh đầu tư chúng ta xem xét thì chúng ta tính toán được các cái tỷ lệ rủi ro cũng như là cái cách để chúng ta vận hành cái quỹ của chúng ta, bản thân chúng ta xem xét được cái vốn hóa cũng như là cái khả năng chịu nhiệt của chúng ta như thế nào. Đó chính là cái cách để mà chúng ta tham gia vào đầu tư Bitcoin. Bitcoin có những lúc bản thân nội tại giữ Bitcoin đã đủ có tiền rồi, nhưng mà cái việc mà chúng ta có Bitcoin để đổi ra cái coin khác, nếu mà rác là chúng ta sẽ bị tiêu đấy. Nhưng là nếu trong trường hợp cái coin đó lên sàn và tăng mạnh mẽ thì Bitcoin chúng ta sẽ đổi được là khá là nhiều tiền. Thế do vậy chúng ta phải cẩn trọng. Bởi vì nếu chúng ta từ Bitcoin mà chúng ta có Bitcoin mà chúng ta đổi ra cái coin khác mà nó thành rác hoặc là nó thành vàng là hoàn toàn phụ thuộc vào cái khả năng nhìn nhận và phân tích của chúng ta. Lại quay trở lại tiếp với trong cái bài jcoin.vn, hôm nay tôi lên một cái bài học trò bị mất pass và hoặc sàn bị khóa hit bit, đúng không ạ? Đây là một cái thông tin thú vị mà tôi đẩy lên một cái diễn đàn, và hôm nay có rất nhiều các cái nhóm người ta liên lạc với tôi để chúng ta mở ra các cái coin bị mất, đúng không ạ? Và mất pass rồi, nói chung là rất nhiều, đúng không ạ? Trong những lúc trúng bit nhưng mà không mở được, nó có 3 tài khoản Dogecoin là bao nhiêu, nhưng đa số là do là mất cái AUTHI rồi mất PAT rồi nhiều cái, thì nay sàn nó còn có trục trặc, do vậy chúng ta phải thẩm định rất là nhiều. Trước đây cái sàn HIT BTC nó mở vào năm 2013, 14 gì đó. Nhưng bây giờ mới có Binance, Binance thì uy tín, do vậy chúng ta nạp rút rồi KYC rồi tất cả mọi cái chứng minh nó cũng dễ dàng hơn. Đây là những cái sàn mà trước đây mua rất nhiều Dogecoin, mua ở cái giá là Satoshi nó rơi vào khoảng độ 18 Satoshi, 17 Satoshi, sau này nó lên đến 20-30 lần. 20-30 lần thì được thắng Dogecoin, sau đó lại thắng tiếp Bitcoin. Cái lúc mua ở Bitcoin nó giá nó rơi chỉ khoảng 3.000 đô đến 6.000 đô Bitcoin. Tức là mua 0,1 Bitcoin, tức là 6 triệu Việt Nam đồng chẳng hạn như vậy, mà mua không biết bao nhiêu Dogecoin, và bây giờ trúng Dogecoin, như vậy sàn nó sẽ giở trò, như vậy
rất nhiều cái. Thì đấy là chúng ta vào đọc cho vui. Tuy nhiên cái khía cạnh mà tôi muốn nói rằng trong thời gian tới Bitcoin nó có thể đẩy lên một cái mốc mới, đó là 66.000 và 80.000, thì lát nữa chúng ta sẽ theo dõi, đúng không ạ? Ngày hôm nay Ether cũng có tin tốt, đối mặt với một cái bẫy tăng giá, đúng không ạ? Bitcoin đây quay trở lại đà mức 52.000, đúng không ạ? Bitcoin trở lại 51.000. MicroStrategy, đúng không ạ? Strategy lại gom thêm các quỹ lớn đã bắt đầu mua, đúng không ạ? Điều chỉnh mạnh và tăng trở lại, đúng không ạ? Rất nhiều các cái bài mà xả hàng rồi chốt lời, nhưng mà sau cùng đó là các cái mốc tăng trở lại, và chúng ta đặc biệt quan tâm đến cái tổ chức MicroStrategy, đúng không ạ? Giám đốc là Michael Saylor, là một fan cuồng của Bitcoin, ông ta đã bắt đầu thu mua và cái giá trị nó rơi vào 15 triệu đô, đúng không ạ? Mua 328 Bitcoin với mức giá trung bình là 45 ngàn. Rất nhiều các cái ông ấy mua, đúng không ạ? Và tiếp tục tin vào Bitcoin, và chắc chắn là trong thời gian tới đội này nó sẽ đánh lên rất là khủng khiếp. Từ cái việc đội này đánh lên, chắc chắn là nó sẽ đẩy cái vốn hóa vào thị trường. Là vậy chúng ta có kiếm được cái gì hay không? Một nguồn tin Coindesk cho biết server có thể bán được với lại giá là 500 triệu đô, đúng không ạ? PayPal đang cho là trong quá trình mua lại server, một trong công ty công nghệ cung cấp dịch vụ lưu ký điện tử, đúng không ạ? Và Coindesk cho biết PayPal đang mua lại server với giá 500 triệu, đúng không ạ? Đây là hai cái tin tức lớn trong cái tuần qua. Và bây giờ vào diễn biến chính thì thứ nhất đó là các cái phân tích kỹ thuật của Bitcoin lúc này cho các cái mô hình giá tăng, nó vẫn là một cái trend tăng, và các mốc điều chỉnh giảm chỉ giúp cho các nhà đầu tư họ mua lại mà thôi. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể xem xét. Quay trở lại với lại các con sóng, chúng ta nhìn nhận ở cái con sóng trong phá cản của breakout, chúng ta xem trong các cái khung thời gian, chúng ta nhìn được các mốc điều chỉnh của giá, đặc biệt là gì ạ? Breakout cho các cái vùng giá cao xong bị đánh xuống, đúng không? Lên xong đánh xuống. Chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy các mốc giá nó có thể điều chỉnh lên ở các cái tầm cao, ví dụ như 55 bị xả, và thậm chí là gì ạ? 58 bị xả. Đó, đây là những cái mà chúng ta lên. Thế thì cái rìu giá từ vùng 44 45 kho, khi mà cái tổ chức Micro Strategy mua 328 Bitcoin đấy, đúng không ạ? Với giá tầm 15 triệu. Lập tức là gì ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy là các cái mốc mà nó sẽ đánh lên. Và bây giờ cái mức chinh phục của nó rơi vào vùng 58 60.000. Mức cao nhất mọi thời đại đấy ạ. Thế thì liệu điều này nó có thể xảy ra hay không trong cái bối cảnh mà kinh tế như thế này? Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy được cái vận hành trong cái việc bơm tiền ra khỏi ngân hàng, trao lại cho các cái nhà đầu tư, cụ thể đấy là coi là như là nhà đầu tư đi, người tiêu dùng có cái khả năng chi tiêu và có cái khoản dư thừa để họ chi tiêu và họ tham gia vào đầu tư. Thế ngoài kênh chứng khoán mấy hôm nay có một cái sự sụt giảm khủng khiếp đó, thì dòng tiền chắc chắn sẽ đổ vào Bitcoin. Do vậy tôi vẫn tin rằng là có một cái backtest cho cái thị lực thị trường ở các vùng cao, cụ thể nó sẽ tịnh tiến lên từ cái vùng 49, đúng không ạ? Sau đó sẽ nhắc đi nhắc lại ở các cái vùng 51, 52 và tiếp tục lên các vùng 55 và 58. Vậy thì để mà chinh phục được các vùng 58 này, nó phải trải qua rất nhiều các cái cột sóng để mà nó xả hàng hoặc chốt lời, nhắc đi nhắc lại. Nếu trong trường hợp nó giữ được ở các mốc 57, 58 thì chắc chắn là có một cái sự bứt phá rất là mạnh, cộng với các tin tức
Thì do vậy là gì, tôi vẫn hướng đến trong cái tuần tới là Bitcoin nó sẽ nhắc lại các cái đỉnh cũ, đúng không ạ? Thế thì cái yếu tố này nó giúp cho chúng ta có cái lạc quan như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể mua Bitcoin ở các cái dạng vật chất. Tuy nhiên chúng ta được hét lại ở các cái dạng sàn thì chúng ta sẽ có được cái sự an toàn. Đấy là yếu tố thứ một. Yếu tố thứ hai là việc mua vật chất ở cái dạng 1 tỷ hơn để mua một Bitcoin như thế này thì hiếm các cái nhà đầu tư thông thường có thể tham gia vào, mà họ chủ yếu tham gia vào dưới dạng là một người dùng đòn bẩy thì sẽ tốt hơn. Hầu như Bitcoin bây giờ là cuộc chơi của các quỹ, các tổ chức, do vậy chúng ta tránh trường hợp bị sa đà vào, nếu không là chúng ta sẽ bị thua bởi cái việc chốt lời và xả hàng nó biên độ quá lớn, nó là vài nghìn đô. Ví dụ ở Ether khi mà tôi phân tích nó có thể đạt ở các mốc 1.100, 1.200 và nó nhắc lại ở các mốc là 1.033, thậm chí nó đánh sập xuống 1.911, chắc chắn là nó sẽ về. Tuy nhiên trong lúc này nó chưa, nó đang backtest rất nhiều và nó phải chịu va đập, đúng không ạ? Thậm chí nó lên ở các cái vùng cao là vùng 1843, sau đó lại xả tiếp để nó nhắc lại các cái mốc mà vùng 1024, chắc chắn là nó sẽ có thể xảy ra cái việc đấy, vấn đề là khi nào mà thôi. Và biên độ nó rất lớn khiến cho nhà đầu tư ở mua một Ether bây giờ nó cũng rất cao, trong khi đó là gì ạ, thời gian trước chúng ta mua với giá rất thấp thì cái việc mà chúng ta đầu tư hay đầu cơ chúng ta cũng có thể gì ạ, triển khai được. Tuy nhiên bây giờ cuộc chơi của Bitcoin, của Ether nó là dạng vật chất, nếu trong trường hợp mà chúng ta tham gia ở các cái lĩnh vực này thì thực sự chúng ta phải có khả năng tài chính. Cái việc đổi các cái coin khác từ Ether hay là Bitcoin nó sẽ khó khăn hơn, nó sẽ đắt đỏ hơn. Do vậy là người ta thường có xu hướng là chuyển sang dùng đòn bẩy khi mà chúng ta bán khống hay là mua khống ở dạng Ethereum hay Bitcoin, mô hình gì là FX, các cái mô hình về đòn bẩy. Và để làm sao chúng ta phân tích tốt cũng như là đưa ra các nhìn nhận trong cái tương lai, kể cả chúng ta mua với một cái đòn bẩy tỷ lệ 1:2 hay 1:5 hay 1:10, hoàn toàn nó rất an toàn. Do vậy để chúng ta hiểu được thì chúng ta xem tham khảo cái zchain.vn, thì David có viết ở dưới các cái đường link của video này thì chúng ta có thể tham khảo. Như hôm nay chúng ta sẽ đọc những cái tin tức ảnh hưởng ở trong chaincoin.vn, sau đó chúng ta vào các cái mục của bài viết trong VN Express nói về Bitcoin đợt này. Đợt này có rất nhiều các bài viết nhé. Bitcoin là trò cá mập lùa cá con. Có rất nhiều các ý kiến trái chiều. Tôi chơi Bitcoin 5 năm mất 3 tỷ ra sao, đúng không ạ? Chúng ta cũng học được rất nhiều. Hôm nay có một cái diễn đàn họ chụp cái bài này lên mà họ bảo là ngu thế, đúng không ạ? Mà chỉ có mất có 3 tỷ là ít, đúng không ạ? Vì cái người này người ta comment rất là buồn cười. Thứ hai nữa có ông nói là khôn thế mà chỉ mất có 3 tỷ, đúng không ạ? Cũng không biết là ý kiến như thế nào, nhưng mà riêng tôi thấy rằng là như này. Bitcoin nó không phải là phù hợp với nhiều người đâu. Thứ hai nữa nó không được bảo hộ, đúng không ạ? Nếu chúng ta mất chúng ta không đòi được, đúng không ạ? Do vậy là chúng ta sẽ phải thật thật cảnh giác, cẩn trọng. Thứ hai nữa là chúng ta xem xét các cái bài báo viết rất là hay. Cái bài này nó là Bitcoin là trò cá mập lùa cá con, thì trong tư duy đầu tư chúng ta phải chấp nhận rằng là gì, nếu trong trường hợp chúng ta thua trận chắc chắn là số tiền đấy nó sẽ rơi vào một trong những cái con cá mập, đúng không ạ? Nó đã hút hết. Cái định nghĩa hôm vừa rồi, đúng không ạ, Bitcoin tăng giá đó là cá mập sẽ ăn cái cá con sẽ ăn cái cá lờ đờ, cứ như vậy nó sẽ vòng luẩn quẩn. Tuy nhiên là chúng ta sẽ nhìn thấy các sàn hút sạch tiền của cá con này, đúng không ạ? Lúc Bitcoin về 3.600 năm 2018, đa phần người chơi bán hết. Rồi Bitcoin lại lên 10.000 thì những ai còn cố giữ gần như bán sạch rồi, chính xác. Do vậy những cái video trước tôi cũng nói rồi, những người giữ Bitcoin phải là những cái người chủ sàn, người ta mua đi bán lại, đúng không ạ? Nhập hàng. Khi mà người ta bán cho nhà tiêu dùng rồi, sau đó người ta phải nhập lại. Giống như ngày trước tôi có một cái sàn về Bitcoin, tôi luôn để khoảng độ 20 bit ở đó, đúng không ạ? Từ cái bit nó rơi vào khoảng độ 800 đô, đúng không ạ? Sau đó đến 1.000 đô, cứ như vậy bán thì để bán 1.050 đô, cứ như vậy bán xong cho lại nhập hàng, nhập hàng, nhập hàng, nhập hàng, cứ như vậy. Sau đó nó dìu giá lên, lên đến 20.000 đô, đúng không ạ? Sau đó chúng ta bán, chúng ta mua, chúng ta bán cao một chút, chúng lại mua, xong hôm sau nó sập, chúng lại mua được cao như vậy, đó. Và các mô hình của sàn bây giờ nó cũng như thế, nếu trong trường hợp là bán theo mô hình là bán cá nhân.
Tuy nhiên bây giờ bán giữa các cái thành viên với nhau thì người ta lại có cái sàn, bản chất cái sàn là tổ chức ra ăn phí, đúng không? Thì các thành viên trong sàn là bán cho nhau, người ta gọi là cái chợ, và cái người quản lý chợ đó là ăn phí. Nhưng trước đây là bán theo mô hình cá nhân, tức là tôi phải đi nhập hàng sau đó bán, trước đây nó rất là hiếm. Thế thì bây giờ nó đang phổ thông như vậy, thì chúng ta có thể vào cái link rimitano.vn để chúng ta mua, là cái link của David. Rồi cái bài tôi không chơi Bitcoin vì quá vô lý, đúng không ạ? Nó là cuộc chơi của đầu cơ, cuộc chơi của cá mập, đúng không ạ? Rất nhiều các vấn đề về công nghệ, vấn đề về thông tin. Mấy hôm nay các bài về Elon Musk bị chính phủ điều tra, rồi thì bị phạt 5 tỷ đô vì làm giá của Dogecoin, rất nhiều chúng ta có thể xem. Thế nhưng mà giá nó vẫn đang vững chắc, đúng không ạ? Nó chỉ điều chỉnh một chút thôi. Do vậy là dần dần nó sẽ yếu tố phi kỹ thuật. Có những lúc nó đúng, nhưng có những lúc nó rất đúng với kỹ thuật. Bởi vì sao? Bởi vì là các tin tức cơ bản dần dần nó sẽ bị nhiễu, đúng không ạ? Và gần như chưa có chế tài trong các vấn đề về bơm thổi của Bitcoin. Nếu coi như nó là một tài sản thì bơm thổi tài sản có thể là bị phạt. Hoặc nếu coi nó là tiền thì bơm thổi về tiền hay là xử lý về tiền thì có thể là áp dụng được các cái quy định của xử phạt. Thế nhưng mà Bitcoin nó không được xét ở dạng gì, cho nên là thực tế mà nói là chúng ta sẽ thấy là rất khó có thể quy tội Elon Musk. Đó đó chính là cái mà chúng ta xem xét. Thứ hai nữa, ở các cái trường phái người ta nói rằng là Bitcoin sẽ bị kiểm soát hay là bị có những cái chế tài, thì phải coi Bitcoin là tiền tệ mà chúng ta lũng đoạn tiền tệ thì mới là bị coi là chế tài chứ, đúng không? Vấn đề là gì? Chưa coi nó là cái gì, cho nên chúng ta chưa bị xét ở cái dạng gì. Do vậy hầu như xét ở khía cạnh là bị phạm tội, là đa số là dùng Bitcoin để lừa đảo là chính, cho nên là chúng ta sẽ bị phạm tội. Và cũng có một số các cái công thức để mà nói rằng là dùng Bitcoin để làm vật thanh toán, nhưng thực ra đấy là một câu từ mỹ miều mà thôi. Có thể là gì, nhìn ở giá hiện tại để quy ra Bitcoin rồi lấy Bitcoin làm vật thanh toán thì đúng, sau đó người ta nhập Bitcoin người ta có thể quy đổi ra tiền ngay, đúng không ạ? Còn đâu ví dụ như là chúng ta nói rằng là có thể đổi điện thoại, đổi 10 cái điện thoại để lấy một cái ô tô, hay là đổi 10 cây vàng lấy một cái ô tô, ví dụ đấy là một trong những cái mà chúng ta coi như vật quy đổi, đúng không? Bitcoin cũng vậy, người ta thích thu bằng cái gì thì người ta làm. Do vậy cái từ chấp nhận thanh toán ấy, nó rất là mỹ miều, thực ra nó chẳng có gì cả mà nó chỉ là quy đổi mà thôi. Chấp nhận 10 Bitcoin thì có một cái xe 10 tỷ chẳng hạn, như vậy sau đó là cứ đem Bitcoin đến đây, bởi vì người ta dùng Bitcoin đó người ta có thể bán đi, người ta quy ra USD, nó như nhau cả. Thế do đó là gì ạ? Cái câu chuyện của cái bài Bitcoin là trò cá mập của các con là đúng. Bởi vì sao? Vì khi mà họ hút được nhiều Bitcoin thông qua các sản phẩm của họ, đúng không? Và nhà đầu tư có thể gì ạ? Bị thôn tính bởi những cái trò chơi của cá mập. Tuy nhiên ở dưới đây có rất nhiều các fan cuồng của Bitcoin, tại bạn cũng như các cá con khác. Đã là cá con thì bạn cứ núp kỹ vào, đừng để cá to lùa như vịt nữa, để các bác cá to tự vùng vẫy, đúng không ạ? Rất nhiều. Thứ hai nữa là có rất nhiều nói ý kiến của chủ bài viết đó đúng, đó là tâm lý của người mới. Còn nếu đã có vốn trong thị trường này, em nghĩ thì lại thắng còn cao hơn chứng khoán, vì em đã trải qua cả coin và chứng khoán rồi. Tâm lý người mới lên mua xong xuống thì bán. Nếu là người đã chơi lâu vì có đủ vốn thì xuống thì họ mua thêm. Vì em đã chứng kiến các nhà đầu tư thực thụ làm vậy, họ không sợ lỗ, coi như gửi tiết kiệm ấy, đúng không ạ? Đó. Thì đây là cái quan điểm đầu tư, đúng không ạ? Quan điểm đầu tư. Đầu tư như thế nào đó bị sai hay là cắt lỗ à, tuy nhiên chúng ta không phải nói rằng là cứ xuống à, vì em mới trải qua cả coi tâm lý người mới lên xuống thì bán đâu phải đúng đâu, đúng không? Có những người xuống thì bán là đúng đấy à, họ phải cắt lỗ. Nhưng nếu là người đã chơi lâu thì biết là họ xuống còn mua thêm, đúng không? Nó còn tùy thuộc vào nguồn vốn, đúng không? Rất nhiều cái. Không hẳn mọi cá mập đều chiến thắng hoặc mọi nhà đầu tư nhỏ lẻ đều thua cuộc à. Thì trong cái Bitcoin tôi có nói về cái bài mà làm thế nào để no loss trong Bitcoin, thì cái bài này nói rất chi tiết, đúng không ạ? À, phân tích kỹ thuật, đúng không? Rất nhiều các cái chi tiết. Thì tôi đã có nói một cái bài làm thế nào để no loss, không lỗ trong Bitcoin. Chúng ta phải làm được hai tài khoản giữa cái việc mua và bán, đúng không? Một bên mua vật chất, một bên bán bên sàn, ví dụ như vậy chúng ta có thể xem. Thế thì chúng ta học được rất nhiều điều từ cái comment này. Thứ hai nữa là đầu tư tiền ảo, vỡ mộng và không mất gì vẫn giàu. Bài này cũng khá là thú vị, chúng ta có thể xem. Đào tiền ảo ôm mộng và không mất gì, đúng không ạ? Thà
có việc làm lương 10 triệu đồng một tháng, còn hơn đào được tiền ảo có giá trị 100 triệu mà tương lai mông lung. Đó, đây là những cái mà chúng ta phải xem xét, chúng ta học được. À, thế thì đây là một cái câu chuyện để mà chúng ta có thể bàn bạc với nhau, nghiên cứu với nhau và đưa ra các giải pháp để chúng ta theo dõi và học hỏi với nhau. Mọi thông tin chi tiết chúng ta có thể vào website để chúng ta cùng với David tìm hiểu. Chúng ta có thể xem ở các bài trong cfd.vn, các đường link ở dưới các cái bài viết, đúng không ạ? Chúng ta có thể xem rất nhiều các cái bài viết mà bên Gen cùng với David viết, đúng không ạ? Đầu tư tham gia các vấn đề về no loss system, thì hy vọng chúng ta có được cái giải pháp đầu tư cho chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn hôm tới lại bàn bạc và nghiên cứu một số các cái chủ chuyên đề để chúng ta có thể bàn luận về Bitcoin được nhiều hơn. Xin được cảm ơn và xin chào.